Đây là diều của nghệ nhân Khánh Văn nha. Chuyên gia là chơi những con diều khổng lồ vậy các bạn. Đó. Bữa hôm qua là thả mắc mưa bị gãy vai ha, gãy vai nè. Mới sửa lại cái vai nè các bạn. Không hết ra có quay rồi mà. Đó là bữa hôm qua nó bị gãy, bữa nay chơi bộ sáo mới nha. Đây bộ sáo mới nè, rất là khủng luôn. 3 6 Mà 7. không có bằng của anh Khơ Sao 3 6 một 7 7 nữa quả, 7 quả. bà này không Đó, to đùng luôn. giờ mày tin tao rủ anh hai đem bố sao anh mà anh cho mày nghe bố mà đó Ghê. đâu Dài cái ống này ống lớn gần 6 tấc. Ống này kêu như hôm qua không hay là nó kêu cái tiếng khác tiếng khác hả? đi cầu tàu đi cầu mấy cầu À. cái hôm qua là qua coi thì thêm một ống ở đây nữa còn ống đó rồi tới ống này rồi lấy ra mà coi Và coi làm sao ta, tôi thấy nghe cũng mù dịch. qua coi là nó thêm một ống vô thằng Ủa gì nó hòa chung với bọn này Đây hôm nay mình thì cũng hiện tại đang ở đây là sân vận động Mỏ Cày Nam nha. Mình hôm nay mình đi với thằng cháu nữa. Cháu hôm nay nó thử chiến một con diều 4 mét rưỡi các bạn. Diều rất khủng luôn. Diều là 4 mét rưỡi nè. Đó. Khủng khiếp con diều luôn, 4 mét rưỡi. Có thể nó lôi người ta luôn được các bạn. Quá trời con diều. À, quay xa các bạn thấy nó lớn nha, quay gần không thấy lớn, quá trời khủng, kiểu ghê ha. À, sau này mát hàng sắt của khờ không? Cũng ngang ngang giá, giá mà nó bự hơn. Bự hơn nhưng sao mà gã bể mép này bể lâu chưa? Mới bẻ đây á. Cái gì lấy giá lại. Bể đó đó cái gì còn hơn thì rớt ngay cạnh thì trời ơi trời hơn này ống tre là gì bự quá tại bự ta nữa nước hả trăm này nữa là cũng rất giả nó lấy keo dán lại gì đâu mẹ đó nữa hả ở mắt này mắt mắt già đó, nó cứng cho nó cứng cái miệng sáu xuống mà đây là nhiều nhiều này 4 mét mấy 4 mét 6 dòng à, các bạn thấy nhiều không à, phải đứng xa vậy mới biết nó bự đứng gần không thấy nó 4 mét 6 nữa quá trời các bạn ơi diều này là thôi một người là lôi bay bay luôn này bay gió một người lôi căng chứ quá bự luôn hả à. Có hai người lôi thì sao chứ chơi gì bự quá cũng mệt chơi nhỏ nhỏ nhiều này nhiêu tiền nhiều này cũng tự lên có mấy triệu à 3 triệu không là tập đó carbon đâu hả full hết luôn hả? Quá dữ luôn cái đó kêu gì coi hoặc coi hoặc coi 2 3 6 11 quả các bạn thấy ghê chưa là một nghệ nhân thứ thiệt ha trời thứ dữ không toàn là diều khủng không rầm rầm chứ kêu chơi diều khủng không nó là kêu bị ghê chứ À đây là sân vận động Mỏ Cày Nam nha cả nhà. Nếu các bạn nào có yêu thích chơi diều thì cứ lên đây ha. Vì lên đây giao lưu với mấy anh em chơi. Sân vận động Mỏ Cày Nam nha. Con gì quá khủng luôn chưa.
để ngồi cho các bạn mình coi ha, nghe tiếng sáo nó khủng cỡ nào nha. Cái quả bả đó, đó. Không nhiều sửa lại bài ngon lành luôn. Ok luôn, ngon lành. Đó, vô cho xéo đây ha, được rồi. Rồi được rồi. Bắt đầu cho gì nó lên nha các bạn. Cho lên các bạn xem nha. Đây là hai thằng cu tí đang phóng con diều 4m6 đây. Không nổi đâu. Đỡ lên coi. Hả? Dỡ lên chạy dễ nặng lắm. Đưa cao lên á, dựng cao lên đó mấy. Con này nặng lắm á. Không phải nhẹ như mấy con kia đâu. Không dẹp bo, nó cổng thêm bộ này kia máy nữa. Rồi lên mà Minh Kỳ lên ngồi anh Kỳ. Lên ngồi tên về cho anh ba phóng luôn, đi luôn. Hả? Em đu, con cái dây nè, cho quay lên. Hổng, con có 3m rưỡi. Hồi nay con này 4m6 thì khủng khiếp luôn. Con cần đu, con cần ngồi lên ra đứng đụng, ảnh đâm lên mà có những đường cửa hàng. Nó tới rồi ạ. Đó, lên các bạn. Ôi, ôi, nặng. Không được rồi. Cấm đầu rồi. Đi cấm đầu nữa. Nói không, đi kéo lại cái lần này. Lên không? Một cái cọc nữa rồi. Gỡ cái này nè, gỡ bỏ dục mẹ cái này đi. Gỡ ra. Cái này. Cọc ngoài đầu này nữa rồi. Nó gãy cây chẹo rồi. Chúng mình vào. Cây gỡ thiệt luôn á. Rồi gỡ bỏ khúc đó đi, không được đâu. Sao? Cái cây chắc rồi, cây yếu quá. Cái đó đâu được. Gỡ bỏ khúc đại đi, kia cái cũng còn ngon à, không đổ đâu. Nó vô mạnh rồi á. Dạ kì, xích ra kì, để nó ba trúng. Rồi, lên đi, vô mạnh rồi đó. Kéo dịu đi, lên, nó mạnh rồi á, vô mạnh rồi á. Mạnh rồi, mạnh rồi. Rồi bóng lên. Căng dây đi, căng dây đi. Mạnh ơi, chỗ đang mạnh à. Đang là em nó chạy về nút dây em nha. Xuống rồi chạy lên.
Rồi. Trả đi. Khiếp đảm luôn cả nhà. Quá khiếp luôn. Wow. Nè kìa. Giờ 4x6 nó kéo con đuối luôn. Đuối đuối luôn. Khó lên nè, khó lên nè. Đuối rồi. Đâm vừa cha con. Thôi giờ 4x6 rồi. Gió này lên không nổi đuối rồi.